Kính chào khán giả của VTV. Xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với cô Anh Khanh. Hôm nay là ngày thứ sáu, 17 tây tháng 11 năm 2023. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh với sự gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của VTV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Thượng đỉnh APEC coi như đã kết thúc nhưng mà vẫn chưa kết thúc với lại ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joseph Biden. Ngày hôm nay ông Joseph Biden còn phải nói chuyện, gặp gỡ riêng với lại ông Tổng thống của Mexico. Phải thu thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, hai ông này chắc chắn là phải gặp nhau. Bởi vì lý do rất là dễ hiểu, hai ông kỳ này đều ra tranh, đều ra tái ứng cử. Và ông này biết là ông phải cần đến sự hỗ trợ của ông kia. Lý do mà tôi muốn trình bày đó là bởi vì cái chuyện khủng hoảng ở biên giới không phải là chỉ ảnh hưởng đến nước Mỹ và ảnh hưởng đến các uy tín của một vị lãnh đạo quốc gia ở tại Hoa Kỳ, mà kể cả cái chuyện ở bên Mexico, dàn người ta cứ đi ra đi vào cũng là gây nhiều khó khăn, và ngay chính Tổng thống Mexico cũng phải than thở đó là câu chuyện biên đầu. Tôi không biết là hai ông sẽ bàn thảo với nhau những gì, nhưng mà hầu hết là mọi người đều bảo rằng là cái câu chuyện quan trọng vẫn là cái vấn đề biên giới, làm sao để ngăn chặn cái làn sóng người từ những quốc gia khác vào Mexico, rồi từ Mexico tìm cách vào Hoa Kỳ là cái điều rất là khó khăn. Ai cũng bảo rằng là các ông đã tìm cách để mà chữa cháy nhưng mà chữa mãi cũng không xong. Tôi không hiểu rằng là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì là Tổng thống Mexico sẽ đề nghị thế nào với ông Joseph Biden, và ông Joseph Biden đề nghị thế nào với lại Tổng thống người đương nhiệm là ông Tổng thống Mexico. Nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy có một điều là cả hai ông biết là nếu mà không giải quyết được vấn đề này thì có lẽ là cái ghế tổng thống mà hai ông đang ngồi đã bắt đầu nó lung lay. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được từ thủ đô Washington để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Anh Khanh tin rằng chuyện biên giới nó sẽ làm lung lay ghế của hai ông này hả? Tôi nghĩ rằng là hiện tại bây giờ nếu mà hỏi, các cuộc thăm dò đều nói rằng là người dân Hoa Kỳ cũng, trước hết là người dân Hoa Kỳ đã, người dân Hoa Kỳ họ e ngại rằng là cái chuyện vấn đề biên giới, họ âu lo về cái chuyện kinh tế và cái vấn đề lạm phát. Rõ ràng là như vậy, ngay chính ông Biden và dàn cố vấn của ông, tôi nghĩ là chắc chắn họ cũng biết điều đó. Đó là về phía Hoa Kỳ. Về phía Mexico thì sao? Tôi thấy là ngay chính báo chí Mexico và cái giới, đúng ra là nói đúng hơn là giới truyền thống Mexico, họ cũng bày tỏ cái e ngại. Họ nói rằng là vấn đề an ninh quốc gia sẽ gặp khó khăn nếu mà chúng ta cứ tiếp tục có những cái làn sóng người từ những quốc gia khác vào Mexico bất hợp pháp. Đồng ý là họ vào Mexico bất hợp pháp, nhưng mà họ không ở lại Mexico, họ sẽ tìm cách để mà sang Mỹ. Nhưng mà thưa cùng với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, họ bảo rằng là cái chuyện mà cứ đi ra đi vào một quốc Mexico đi chợ thì cái chuyện đó cũng là ảnh hưởng đến nền an ninh của quốc gia. Và khi mà nói đến an ninh của quốc gia thì đương nhiên cái người lãnh trách nhiệm phải là ông lãnh đạo. Đó là cái nhìn của tôi, thưa anh Đỗ Dũng. Tôi xin thưa cho anh Khanh biết rằng là chuyện này nó không có mới. Chuyện này nó cũ rích kìa. Nó có từ mấy trăm năm nay, từ khi mà Mexico và Hoa Kỳ ra đời. Bao nhiêu người họ đi vào Mexico, vào Mỹ, chuyện nó có mới đâu. Có cái chuyện mà mấy ông tổng thống này giải quyết được không? Tôi không tin là họ giải quyết được. Và tôi cũng không tin rằng là cái chuyện mà biên giới đi ra đi vô mà làm lung lay ghế, mà lung lay là chuyện khác lung lay chứ không phải chuyện này. Và tôi tin rằng hai ông gặp nhau nói chuyện về kinh tế nhiều hơn chứ không phải chuyện biên giới. Tôi bảo đảm với anh luôn. Truyền thông thì nói như thế, hai ông thì cũng phải lịch sự nói ra cho có vẻ tôi có quan tâm nhé. Anh có biết bây giờ Mexico trở thành là bạn hàng thương mại lớn nhất thế giới của Mỹ không? Vượt qua cả Trung Quốc và Canada, anh có biết điều đó không? Điều đó là điều hoàn toàn đúng. Thế bây giờ thì anh ở Mỹ lâu năm mà chắc anh biết gì? Cơm áo gạo tiền. Cái vấn đề đó là vấn đề thật với anh á. Bây giờ người ta không đi vào Mỹ không thành vấn đề. Mexico mà không cho hàng hóa vào Mỹ là Mỹ tắt thở. Anh có tin điều đó không? Điều đó cũng đúng luôn. Anh thấy không? Bây giờ tôi chỉ cho tôi không biết là có ăn uống gì không, mà hàng ngày anh cứ nhìn ở ngoài đường anh thấy nè. Từ cái quả cam, từ quả chuối nè, từ cái sân cỏ trước cửa nhà anh nè, tất cả đó anh biết toàn là Mexico. Tôi không ngờ Mexico trở thành bạn hàng lớn nhất của nước Mỹ. Ghê thiệt đó. Vượt qua cả Trung Quốc luôn anh ạ. Kinh thiệt.
Và cái điều đó, đó là lý do, tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà ông Biden gặp ông Labrador là như vậy. Tôi nghĩ là cơm áo gạo tiền nữa. Còn đương nhiên về mặt ngoại giao, về mặt chính trị phải đâu, chúng tôi gặp nhau để bàn về biên giới. Xin lỗi, bây giờ mời ông Biden cũng không giải quyết được chuyện biên giới nữa. Chuyện này chúng ta đã nói nhiều lần rồi, đúng không? Anh công nhận không? Chuyện biên giới là chuyện muôn thuở, đúng không? Tôi đó là cái nhìn của tôi, nó là như vậy đó. Thì có thể là khác của anh, cái cách nhìn của anh khác, cái nhìn của tôi khác. Tôi thì là cơm áo gạo tiền. Đó. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là vấn đề biên giới là ông Biden cũng phải âu lo về cái chuyện đó. Không phải, anh nói cái đó tôi không có phản đối, nhưng mà anh nói như vậy nó chưa đủ. Không phải ông Biden âu lo, mà bất kỳ tổng thống nào âu lo hết. Nói vậy nó mới đúng, đúng không? Tôi bảo đảm anh, bất kỳ ai làm tổng thống nước Mỹ đều phải âu lo về biên giới hết. Tại vì Mexico nó không thể rời nước khác được. Chừng nào anh cắt, anh đào kênh đào dọc biên giới Mexico với Mỹ đó, tách ra đó. Mà tách ra như Cuba đó, nó đâu có giáp Mỹ đâu, nó vẫn vào như thường. Anh em mình phải đồng ý một điểm là gì? Vấn đề di dân là anh không thể nào ngăn chặn được trên vũ trụ này. Anh công nhận không? Không thể nào giải quyết được. Anh không thể nào giải quyết được. Và nó ở cái chỗ là gì? Nhu cầu, cung và cầu. Vậy thôi. Anh thấy nước Mỹ nhá, bây giờ mình hơi lan man chứ phải biết nè. Hôm qua tôi nhớ là ông Biden nói chuyện với các nhà lãnh đạo, ông khoe là quý vị thấy không? Quý 3 chúng tôi tăng 4.9%. GDP Mỹ tăng 4.9%, trong khi quý 2 chỉ có 2.1 thôi. Tôi nói anh liệu cái đó thôi, không có bức tường nào mà cản nổi cái người mà đi vào Mỹ. Rõ ràng Mỹ cần người lao động, có đúng không? Đúng không? Kinh tế Mỹ mà tăng trưởng là bảo đảm anh biên giới là lung lay đấy. Mà biên giới lung lay thì ghế ông Tổng thống không lung lay đâu. Đúng không? Tôi tạo công ăn việc làm mà. Thì đó là cái nhìn của tôi là như vậy thôi. Thế rồi hôm nào anh em mình sẽ nói chuyện đó. Nhưng mà hôm nay muốn nói cái chuyện nó buồn cười chỗ này à. Là ngày càng có nhiều các vị và là dân cử liên bang gọi là oải quốc hội. Bây giờ tôi về gọi giống như anh Khanh, và bây giờ tôi đi đưa cháu nội tôi đi học. Sướng hơn không? Ngày hôm qua là thêm 4 vị dân biểu tuyên bố là chúng tôi không tái ứng cử. Và vậy tổng cộng là cái này khoảng có sấp xỉ khoảng 20 người. Bên phía thượng viện cỡ sấp xỉ là 6 người. Tính là 5 người với chưa kể cái bà Butler của California là bây giờ bảo tôi ông Gavin Newsom muốn bổ nhiệm tôi lên chứ tôi không có ra ứng cử lúc toàn bộ nhiệm kỳ, hết cái nhiệm kỳ thế bà đại phanh tanh tôi cũng nghỉ luôn, tôi không thèm ở quốc hội nữa. Đó, ngày càng có nhiều người chán quốc hội, mà cả cái khóa năm 2022 cũng vậy, 2020 cũng vậy, sấp xỉ là cứ 20-30 người. Thưa anh Khanh, anh ở Mỹ thì lâu và anh quan sát quốc hội, thì câu hỏi đầu tiên của anh là vì sao ngày càng có người nhiều rú áo từ quan thế anh? Tôi nghĩ rằng là cái rú áo từ quan càng ngày càng nhiều, lý do rất là dễ hiểu là vì quốc hội bây giờ người ta nhìn thấy là quốc hội là cái nơi tiêu biểu cho một cái cho cái sự chia rẽ của người dân nước Mỹ, và trong khi mà nói đến chuyện chia rẽ này người ta biết là không có thể làm việc được. Tôi còn nhớ là có những người họ bảo rằng là nếu mà cứ chia rẽ như thế này thôi tôi về nhà tôi trông cháu nội, tôi về nhà tôi chơi với lại cháu, tôi về nhà tôi chăm sóc cho con, tôi về nhà chăm sóc cho bố mẹ, còn hơn tôi ở đây tôi chẳng làm được cái việc gì cả. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là người ta cũng bảo là ô bây giờ là nhờ, dường như là thí dụ chẳng hạn như là ở phía bên thượng viện thì là mấy ông bà mà không muốn ở thì mấy ông bà bảo là bây giờ thượng viện là giống như cái viện vô lão đó, rồi là cứ mấy ông già ngồi ở đấy rồi cứ ngồi mãi, ngồi hết năm này đến năm khác và rồi cũng chẳng làm được cái gì cả. Thành ra rốt cuộc sao họ bảo là quý vị là tôi nhận cái trách nhiệm của cử tri đưa tôi vào quốc hội để tôi làm việc, nhưng mà với cái tình hình như thế này tôi thấy là không làm việc được, và không làm việc được thì tôi xin lỗi, thôi tôi về vườn cho nó xong. Đó là cái lý do tại sao, và tôi cũng phải nghĩ là cái điều đó là điều hoàn toàn đúng. Thưa anh Đỗ Súng, nếu mà anh nhìn bây giờ nhìn ở phía bên ngoài, nếu mà quý vị mà có thể vào Facebook, vào Instagram thì thấy rõ ràng là cái sự chia rẽ là nó rõ rệt. Và nếu mà không có thì giờ vào Facebook, vào Instagram thì cứ nhìn những cái phiên họp của Thượng viện và Hạ viện là mình thấy ngay rõ ràng là cái câu chuyện là bây giờ cái mức chia rẽ nó rõ đến mức độ không ai có thể ngờ được. Và người ta tin chắc chắn rằng là chẳng hạn như là tại Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ thì là ông Dân Chủ mà nắm quyền thì là ông Dân Chủ thao túng, ông Cộng Hòa mà nắm quyền thì ông Cộng Hòa thao túng. Có cái chuyện mà bắt tay làm việc chung với nhau, cùng nhau thảo luận với những vấn đề liên quan đến tình hình của đất nước thì thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán giả, hầu như họ không nói đến. Thành ra là có rất nhiều người họ chán nản, nhiều người họ cũng đã lên tiếng, họ bảo rằng là
Bây giờ cái câu chuyện của Quốc hội ngày khi mà tôi bước chân vào đây cách đây 20 năm thì cái tình hình nó khác, nó không phải là như thế này, không phải là chúng ta là kẻ thù của nhau mà chúng ta là đồng việc với nhau, không phải là chúng ta là người không muốn làm việc với nhau mà chúng ta phải bắt tay làm việc với nhau. Bây giờ thì cái câu chuyện nó hoàn toàn khác rồi, mạnh ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Thì thôi, như vậy thì cách hay nhất, tôi xin cáo lỗi và tôi xin phép tôi về hưu, tức là đi về. Nghĩa là rú áo từ quan là cái từ anh Đỗ Dũng nói rất là đúng. Mà họ rú áo từ quan không phải là vì họ vui gì cả, mà trong cái nỗi niềm chán chường đó mới là cái khổ đau, từ anh Đỗ Dũng. Ngày hôm qua dân biểu George Santos tuyên bố là ông cũng không ra tái ứng cử, mặc dù ông mới vô có coi như là 10 tháng thôi, từ tháng giêng rồi mới có 10 tháng. Tất nhiên ông bị một cái scandal là về vấn đề là dùng tiền tranh cử để chi cho việc riêng của mình, vân 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 vân. Và rồi nghĩa là hôm trước người ta bỏ phiếu để mà định kích ông ra khỏi Hạ viện, nhưng mà cuối cùng ông vẫn ở lại. Và tôi được biết là sắp sửa tới đây là họ sẽ làm cái phù như vậy nữa. Và nhiều người họ thấy rằng là ủa, anh vi phạm rõ ràng như thế. Rồi có những cái chuyện là những ông dân biểu, những ông thượng nghị sĩ làm những việc bậy bạ tùm lum la, nhưng mà nó cứ ở đó, ngồi đó hoài. Hay là ví dụ như ông thượng nghị sĩ Tommy Tuberville chặn một hơi gần 400 vị trí trong Bộ Quốc phòng mà chẳng ai làm gì được hết. Đó có phải là một cái lý do là người ta chán cái cơ quan lập pháp này, người ta không có làm nữa không hay cách? Câu trả lời là một phần là cái điều đó cũng là đúng chứ không phải là sai, thưa anh Đỗ Dũng. Nhưng mà anh Đỗ Dũng thấy nhá, là chẳng hạn như là George Santos chẳng hạn như vậy, ngay từ những ngày đầu tiên là người ta bảo ô thằng cha này là không, ai cũng nhìn là bảo ô thằng cha này không xứng đáng được ngồi ở tại Hạ viện. Nhưng mà Hạ viện Cộng hòa họ cũng biết như vậy, nhưng mà tại sao không bứng ông ta ngay từ những ngày đầu tiên? Câu trả lời lúc đó là bởi vì là cái tỷ lệ giữa đa số và thiểu số nó bé quá, thành ra là giữ được ghế nào là vẫn giữ. Tôi còn nhớ là người ta có hỏi ông Kevin McCarthy về cái chuyện đó, và rồi ông cũng lờ đi, ông không muốn chút trả lời. Nhưng mà ai cũng hiểu rằng là ông Kevin McCarthy, ông biết rằng là bây giờ đẩy Santos rời khỏi Quốc hội thì như vậy là phải tổ chức cuộc bầu cử khác. Rồi nếu mà tổ chức bầu cử khác thì nhớ cái ghế nó lọt vào tay đảng dân chủ thì sao? Thật ra đó là cái chuyện người ta thấy rõ ràng là như thế. Ở bên Thượng viện thì đúng là có những cái chuyện cũng lăng nhăng lắm chứ không phải là đùa. Tôi lấy một thí dụ chẳng hạn như ông Menendez là ông chủ tịch ủy ban ngoại giao của Thượng viện, một vị thượng nghị sĩ nổi tiếng của đảng Dân Chủ. Ô, ông lem nhem về vấn đề tiền bạc, đây không phải lần đầu tiên. Bây giờ ông đang sửa soạn bị, ông đang bị điều tra, bị truy tố vân vân và vân vân. Và người ta cũng yêu cầu bảo là thôi ông như vậy thì ông nghỉ đi. Ông bảo không, tôi không có việc gì mà tôi phải nghỉ cả. Thành ra rốt cuộc sau là vẫn sự ông vẫn ở đấy, ông vẫn là sếp của ủy ban ngoại giao. Nhưng mà thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tai tiếng như vậy thì cũng khó để mà làm việc. Và đáng ra là để cho giữ được cái uy tín của chính trị của Thượng viện và Hạ viện thì những người như vậy là họ phải biết để mà họ tự rút lui. Nhưng mà rất tiếc là họ đã bám được ghế là họ cứ bám chặt cho đến khi nào họ không bám được nữa. Và cái đó cũng làm nản chí của rất nhiều người. Tôi thấy rõ ràng đó là cái câu chuyện mà người ta đang nghĩ đến, người ta đang nói đến ở tại thủ đô Washington là cái tình hình ở tại Thượng viện và Hạ viện càng ngày càng tệ, thưa anh Đỗ Dũng. Chắc anh Khanh quên ông Menendez hết làm chủ tịch ủy ban rồi, bởi vì theo quy định đó, khi mà anh bị điều tra nó là anh phải thì ông vẫn là thượng nghị sĩ nhưng mà không còn là chủ tịch ủy ban nữa. Dạ, bây giờ người khác làm rồi. Thì trở lại cái chuyện nó như vậy thì nó dẫn đến cái chuyện là cũng tại mấy ông bà này, mấy ông bà thấy những đồng viện làm sai mà không dám làm gì cả, rồi bây giờ các ông bà rú áo từ quan, các bà đổ thừa, thì có phải là những ông bà này cũng có trách nhiệm không? Anh nghĩ sao chuyện đó? Tôi nghĩ rằng là nếu bảo rằng là họ không có trách nhiệm thì cũng không đúng, mà họ bảo rằng là họ cũng phải có trách nhiệm thì cũng đúng. Tôi thấy rằng là cái quyết định mà họ rời khỏi Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đó là để bày tỏ cái thái độ của họ và bày tỏ cho thấy rằng là họ là người nhìn thấy cái vấn đề, nhưng mà họ không thể nào giải quyết được. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chúng ta đừng quên rằng là cái cơ cấu điều hành của Quốc hội Liên bang Mỹ, rồi là những họ có những cái quy định riêng vân vân và vân vân. Chẳng hạn như là ở bên Thượng viện hầu như nó là một cái câu lạc bộ,
cái câu lạc bộ bây giờ là ông Mitt Romney bảo là câu lạc bộ của các những ông già bà già, nhưng mà rõ ràng nó là một cái, từ bao nhiêu lâu là nó coi như là một câu lạc bộ, và đã từng có lúc nó chỉ là câu lạc bộ là chỉ có các ông thôi chứ đừng nói chuyện có các bà. Thành ra nó có những cái cơ cấu như vậy, có những cái định chế như vậy, có những cái quy định như thế, thành ra là cũng khó lắm. Bây giờ tôi lấy một thí dụ chẳng hạn, nhiều người muốn là bây giờ ông là xếp xong thì ông phải tìm cách để mà đẩy ông George Santos ra khỏi Hạ viện ngay từ những ngày đầu tiên, nhưng mà ông không làm, ông giữ họ lại vì lý do này lý do khác, thì mỗi một ngày mà tìm cách để mà sa thải ông đó, nó một khó khăn hơn. Ở bên thượng viện thì ai cũng nhìn thấy rõ, tức là có nhiều người lớn tuổi quá rồi, lớn tuổi nhưng mà càng lớn tuổi càng có quyền hành, và khi mà họ càng có quyền hành thì là họ khó để mà họ buông bỏ lắm, thưa Vang Đỗ Dũng. Nói tóm lại là tôi không biết là cái giải quyết như thế nào. Tôi có một người bạn bảo với tôi là hay là bây giờ mình quyết định sa thải tất cả mọi ông bà và tổ chức bầu cử trở lại. Tôi nói rằng là không biết là bầu cử trở lại rồi là còn những ông bà mà đang ở đây hay không. Bởi vì lý do rất là dễ hiểu. Tôi thấy có nhiều ông ở đây mấy chục năm trời rồi, và có những ông không hề về đến tiểu bang nhà. Ông cứ ở Washington và ông cứ đắc cử hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác. Đó, nó có những cái lỗi như vậy khiến cho người ta mất vui. Người dân thì không hài lòng, và ngay chính những đồng viện của họ cũng không hài lòng nốt, và không biết làm cách nào hơn được. Thì thôi bây giờ chỉ có cách là tôi lên tiếng trình bày cho quý vị biết cái tình hình hiện nay nó như thế, và tôi quyết định là tôi không ra tay ứng cử. Đó là cái giải pháp duy nhất, thưa Vang Đỗ Dũng. Hồi nãy anh dùng cái từ mà ông Mitt Romney nói là câu lạc bộ bô lão á. Bây giờ nó xưa rồi, anh có biết không? Bây giờ ông Joe Manchin bảo bây giờ là câu lạc bộ đánh đấm. Anh có nghe chuyện đó không? Rồi nãy anh bảo rằng là bây giờ toàn mấy ông bà già vô đó ngồi, ý nó đưa người trẻ vô gì. Thì người trẻ vừa rồi tiểu bang Oklahoma bầu ông Mullin vô đó. Ông trẻ lắm. Và hôm rồi họp ở Ủy ban Giáo dục, Văn hóa và Y tế của Thượng viện đó. Ông đòi đánh bặc co tay đôi đánh nhau tại chỗ với cái ông chủ tịch nghiệp đoàn, anh nhớ không? Đến đợt mà ông già Bernie Sanders đứng lên, ê, ông là thượng nghị sĩ Mỹ nha. Rồi chuyện ông Kevin McCarthy bị ông Tim Burchett của Tennessee tố là giật cùi chỏ ngay cái thận nữa. Đúng vậy. Rồi ông Comer, chủ tịch ủy ban giám sát người của tiểu bang Kentucky, thì gọi cái ông dân biểu Jared Mogoskwit của Florida là anh là đồ xì chung. Đúng vậy. Thì anh như vậy thì có phải là bây giờ một số người ta sợ bị đánh nhau, không trúng chỗ này, không trúng chỗ kia, bên kia đánh nhau chúng mình nên người ta nghỉ không? Anh nghĩ sao? Bây giờ sợ câu lạc bộ đánh đấm này. Tôi phải đối mặt với anh Đỗ Dũng là tôi có mặt ở tại Hoa Kỳ 50 năm trời ở thủ đô Washington. Chưa bao giờ thấy cái tình trạng nó tệ như vậy. Một ông thường người sẽ bảo ok mày có ngon, mày muốn đánh nhau không? Ok mày ngon mày đứng dậy mày đi ra ngoài đánh nhau. Đâu có đứng ra ngoài, không có đứng đâu, đứng tại chỗ luôn nhá. Vâng, đúng vậy. Đó rồi là chẳng hạn rồi là ông Kevin McCarthy ok bực bội đi ngang qua thằng đồng viện cùng đảng với mình, nhưng mà cái thằng nó bỏ phiếu đẩy mình ra. Vâng, bỏ phiếu vâng đuổi mình ra, thế là thúc ngay một cái cùi chỏ. Thế là anh cha kia bèn họp báo. Tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện rất là kỳ cục. Nhưng mà phải thú thật với anh Đỗ Dũng một điều là như thế này. Mỗi một kể từ năm 2000 trở đi là tôi thấy bắt đầu nó có sự chia rẽ. Nhưng mà kể từ năm 2016 trở đi cho đến giờ phút này, tức là trong vòng 6 năm, 6, 7 năm trở vừa qua, thì cái sự chia rẽ nó trở thành trầm trọng đến mức độ mà không ai, mọi người đều lắc đầu và không ai biết cách nào để mà giải quyết. Thú thật là như vậy. Thành ra là rốt cuộc sau họ đưa ra cái phản ứng của từng cá nhân. Cái phản ứng đó là thôi tôi chia tay với các bạn, chứ tôi không thể nào mà tiếp tục ngồi đây lãnh lương để mà làm việc cái lối như thế này được, thưa với anh. Câu hỏi chót cho anh nè, nói qua nói lại thì cũng mình phải, ông bà mình có cái câu là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tất cả những gì xảy ra Quốc hội Mỹ ngày nay mà như anh nói, nó trở thành mà như tôi gọi là ông Joe Manchin bảo, bây giờ trở thành câu lạc bộ đánh đấm, tức là Fight Club, chứ không còn là câu lạc bộ bô lão như Mitt Romney nói nữa. Lỗi ở tại cử tri hết, đúng không? Đây là cái nền dân chủ, các anh là dân chủ trực tiếp, các anh bầu lên các vị thượng nghị sĩ và dân biểu. Các anh làm hỏng bởi vì các anh bầu những người này lên. Nước khác người ta nhìn vô cái nền dân chủ của Mỹ, người ta bảo là dân Mỹ ráng mà chịu. Đáng đời lắm, tôi nói thẳng vậy luôn.
Quý vị đừng có trách ai đó. Bây giờ quý vị tại sao cứ tiếp tục bầu những người này lên? Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, hồi nãy anh Khanh nói đó, toàn những ông bà già ngồi trong mấy chục năm mà thậm chí không có thèm về tiểu bang nữa. Có đi nổi đâu mà về. Mà vẫn cứ tái đắc cử hoài, có đúng không? Cũng tại cử tri. Anh Khanh nghĩ sao? Và đây là cái điều nhiều người ta nói, cử tri Hoa Kỳ có nên thay đổi bây giờ là tôi giới hạn nhiệm kỳ mấy anh. Tại sao California làm được? Các anh các chị cứ chửi California, bảo California là tiểu bang cấp tiến, tiểu bang dân chủ, tiểu bang cộng sản này kia. Nhưng mà California là một trong rất ít tiểu bang mà có cái giới hạn nhiệm kỳ. Còn liên bang không có giới hạn nhiệm kỳ, cho nên nó xảy ra chuyện thế này. Anh nghĩ sao cái đề nghị đó? Có nên làm không? Cử tri Mỹ có nên làm cuộc cách mạng cho các ông bà ở tạm thời thôi? Anh có biết là trong Quốc hội Mỹ đó, Đảng Cộng Hòa ở bên trong đảng họ, họ có giới hạn nhiệm kỳ, anh có biết chuyện đó không? Tức là một người làm chủ tịch ủy ban chỉ được làm 3 nhiệm kỳ thôi, xong lại phải đi xuống cho người khác lên. Anh dân chủ là ngồi ra ngoài, anh làm chủ tịch ủy ban là ngồi ra ngoài. Như có Bob Menendez, ngay cả ngày xưa ông Joe Biden vậy, mà cứ làm chủ tịch ủy ban ngoại giao hoài ông ơi, đúng không? Đúng. Anh nghĩ sao cái chuyện giới hạn nhiệm kỳ? Câu hỏi tôi nghĩ là trước hết là có hai điều. Cái trước hết là nói về vấn đề cử tri thì tôi nghĩ như thế này, có lẽ là cử tri Mỹ phải suy nghĩ lại, tức là họ phải biết rằng là cái người mình cứ hứa hẹn với nhau là đi đông bầu đúng cử xứng, nhưng mà rốt cuộc sau này những người mà đưa vào Quốc hội, tôi phải thú thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, không phải mình tôi nhìn thấy mãi cũng nhìn thấy cả, trong đó có những người không xứng đáng là đại biểu, là đại diện cho người dân ở tại Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, kể cả ở Thượng viện lẫn Hạ viện, nhưng mà họ vẫn ở đấy, và không phải họ ở đấy một nhiệm kỳ, họ ở đấy hai nhiệm kỳ, có nhiều người ở cả chục năm trời rồi và cũng chẳng làm được. Thành ra rốt cuộc sau là thưa với anh, người ta bảo rằng là ở Quốc hội thì người ta chia ra làm hai, tức là một thành phần là show họp, tức là thành phần nghĩa là biểu diễn, một thành phần là work hawks, tức là những thành phần làm việc thật sự. Cái số làm việc thật sự thì không nhiều, mà bây giờ cái số biểu diễn này nó quá đông. Thành ra là tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên tôi đồng ý với anh Đỗ Dũng là chính phủ, là cử tri Hoa Kỳ phải suy nghĩ lại, phải trước khi mình quyết định cái lá phiếu để mình bỏ cho một ông hoặc là một bà nào đó đại diện cho mình ở tòa nhà Quốc hội Liên bang. Cái điểm thứ nhì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh Đỗ Dũng là đã đến lúc chúng ta cũng, tôi tin là đã đến lúc không phải là chỉ Quốc hội không thôi, mà ngay chính ở tối cao pháp viện, tôi nghĩ các vị thẩm phán ở tòa Liên bang là tôi nghĩ cũng phải giới hạn nhiệm kỳ, có thể là 5 nhiệm kỳ, có thể là 2, 3, 4 thì đại để là như vậy, tùy theo là cái quyết định của họ. Nhưng mà ai cũng nói điều đó, nhưng mà bây giờ bắt đầu thì ở đâu thì không ai biết là phải bắt đầu ở đâu. Tôi nghĩ là cái bắt đầu biết chứ, tôi thì tôi biết cái bắt đầu là cử tri phải cân nhắc lại cái lá phiếu của mình khi mình chọn người vào tòa nhà Quốc hội Liên bang. Đó là cái bắt đầu, thưa với anh Đỗ Dũng. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều, cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt Trần Người Việt TV.